Ô, đi tìm đi. Ô, đây nổ cái nổ. Ôi dồi ôi, nó phóng ở đây thì khổ đấy. Phóng mạnh lắm bọn này ạ. Trời ơi, cá gì đây? Chắc đấy mà, nó chỉ trong đấy. Không thấy. Đấy, ôi dồi ôi, đây to rồi thế này nó có mồ thì rơi. Đấy, ôi, đây, nó ra đây. Xin chào các em nha, hôm nay chúng ta cùng đi bắt cá các em ơi. Wow, anh ở ngoài đầm nè. Wow, chúng đi. Wow, có hai con cá gì các em ơi. Wow, hai con cá gì nè. Bắt đi. Ôi dồi ôi, wow. Ôi, nó chạy nhanh quá. Wow. Ôi dồi. Bắt đi, đợi. Ôi, cho nước vào bạn ơi. Wow, đây hai con à. Wow, hai con cá chép đỏ các bạn ạ. Cho nước vào. Múc tạm nước vào. Ôi dồi, còn nó chết. Đúng rồi. Wow, chúng ta đi thăm dò. Ôi, cá gì đây bạn ơi. Wow, ôi nó dậy. Bắt đây nó. Wow, bắt đây, đừng ra đây nó khó bắt lắm đấy. Wow, dồn nó. Ôi, nó phóng nhanh chưa? Ôi, cá này phải bắt hai tay đấy bạn ạ. Ôi, cá gì mà nó. Ôi, bắt rồi. Wow, đi thôi bạn ơi. Các em ơi, đi cùng anh. Anh ở ngoài đầm đấy các em ạ. Ôi giời, anh đang đi tìm cá, săn cá các em ơi. Ôi, anh nhìn thấy. Các em ơi, anh nhìn thấy một chú cá gì khổng lồ quá các em ạ. Wow, nó đang tắm nắng này. Ôi, cá này mà bắt khó lắm này, nó dễ ghê lắm này. Nó bắt đi anh em ơi. Ôi, dậy đi. Ôi, nó dậy anh em ạ. Ui, con cá này, cẩn thận nó đánh nhạnh đấy. Bắt hai tay vào, cho hai tay bắt đi. Không à, ui, cẩn thận nó đánh nhạnh đấy. Ui, hai tay vào đi. Ôi, con cá gì ạ. Ôi, nó khỏe thế, bắt mãi chạy được nó, bắt đi. Bắt đi. À, hóa ra là em Zofi Lai. Ui, em Zofi Lai này khỏe quá này. À, cho chậu to đi. Có hai, mình mang hai chậu. Đó, bây giờ cho chậu to nhá. Đó, ok. Các em ơi, đấy. Ôi. À, đổ tất vào chậu đi. Đổ tất vào sôi đi. Bây giờ cho đi săn tiếp. Xem còn không nhá. À, mang một con cá lên để đây. Ok. Cá vàng. Đi tìm tiếp đi. Đi tìm đi. À, kia rồi. Ở chỗ kia rồi. À, chỗ trong ấy. Ok, đi tìm xem là có cá tiếp không nhá. Phóng rồi. Con đấy khỏe này, con đấy. À, đây này. Ôi, số. Bắt đây. Ôi, lại một em cá chép này. Nó dậy. Nó dậy. Ui, bắt rồi. Cho số đi, cho cái đấy, cho số đi, cho nó khỏe. Ôi, anh đi tìm xem còn tiếc không nhá. Ôi dồi, bãi cất trâu rồi. Ai xảy ra, con trâu này, bãi thế ta. Không mất máu, này. Ôi dồi, ở đây còn cá không có ta. Mó đi, đâu rồi, có xem con cá nào nó không nào. Ôi dồi, con này nó nổi ghê lắm, giờ tìm. Phóng rồi, hôm trước bị dính một lần với nó rồi mà. Con này khỏe thì cũng mà rơi. Nó nổi luôn. Nó nổi đâu rồi. Vịt kìa. Vịt kìa. Úi xổ ơi, rất nhiều vịt các em ơi, bắt đi nó. Wow. Úi, một chú vịt nè. Ôi giờ được rồi, wow, còn 4 chú vịt nữa. Hai chú vịt nè, úi xổ ơi. À, 3 chú vịt đang nhạc, bắt đây nó. Úi, bắt được rồi, wow, rất nhiều vịt các bạn ạ. Ôi, mẹ ở ngoài đồng này có vịt nữa, anh bắt được cả vịt các em ơi. Úi xổ ơi. Wow, nhiều vịt quá các em ơi. Đây, bắt đây nó, con này nó chạy khỏe thế. Úi, bắt rồi. Úi, sướng quá các em ạ. Ôi dồi, hôm nay tụi anh đi về đây. Bye bye các em nhá. Hết cá rồi các em ạ. Ôi, anh nào ngoài đồng tìm cá mà chả thấy con nào nữa. Thôi đi về thôi. Ôi dồi. Đi tìm đi. Ôi, nổ. Ôi dồi, nó phóng ở đây thì khổ đấy. Phóng mạnh lắm bọn này ạ. Trời ơi, cá gì đây? Chắc đấy mà, nó chỉ trong đấy. Không thấy. Đấy, ôi dồi, đỏ. Đây to rồi thế này nó có mồ thì rơi. À, ôi đây nó ra đây thì khổ đấy. Cái đâu rồi?
Ui ôi. Không có chân đâu. Mà này khó bắt lắm. Ui ôi. Đấy, bắt đi, bắt đi, bắt đi, bắt đi. Khó bắt thế. Ui ôi, nó ra đây thì khó đấy. Cái gì đây? Bắt đi, bắt đi. Ô, cái gì đây? Ui, cái chim. Ôi, bắt được rồi. Tháo cho chậu to, chậu to, lại một cái chim nữa. Hai cái chim các bạn ạ. Wow, thôi này đến đây bye bye các bạn nha. Cái gì đây? Đứng lại. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Đứng lại, đứng lại. Đứng lại, đứng lại. Ôi giời ơi, bắt đi. Cá chuối, cá chuối, cá chuối. Bắt đây đi. Ôi giời. Các em ơi, ôi cá chuối nó trôi nó bắt đầu rồi, bắt rồi. Này, bắt đây, bắt đi. Bắt đây đi, ở vùng nước có nhiều cá thôi các em ạ. Ôi đi, ôi giời ơi. Cá gì mà lại trôi thế? Này, 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 này. Ôi, ôi. Ủa bắt được rồi à? Ôi ở đây cũng thế này. Anh mò nha, anh mò. À mò cá, mò cá. Ôi giời ơi, mình mò được một con cá rồi. Rồi anh đang tìm ở vũng nước xem có cá không. Ô, các bạn ơi, các em ơi. Hai tay này hướng đấy là mình này nào. Ôi giời, cá gì đây? Một chú cá chim. Ôi nó sẽ khỉ lên tôi tay á. Ôi giời ơi, cẩn thận của tôi tay. Ôi cái vũng này nhiều cá quá bạn ạ. Ôi ở vũng nước, ở vũng nước, ở vũng nước. Ôi giời ơi, nhiều cá quá. Cá gì đây? Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Ôi giời ơi, bắt đi. Ôi, cá chuối, cá chuối, cá chuối. Bắt đây đi. Ôi giời ơi, cá em ơi. Ôi, cá chuối nó trôi, nó bắt đầu rồi, bắt rồi. Này, bắt đi. Bắt đây đi, ở vùng nước có nhiều cá quá em ạ. Ôi đi, ôi giời ơi. Cá gì mà lại trôi thế? Này, ngưng. Ôi, bắt được rồi à? Ôi, ở đây cũng thế này. Anh mò nha, anh mò. À mò cá. Ôi giời ơi, mình mò được một con cá rồi. Mò tiếp đi. Ôi nhiều cá quá. Hả? Cá gì đây? Ôi cái vũng này sao nó bé mà nó nhiều thế các em ơi. Ôi giời ơi. Ôi đẹp quá. Ôi giời ơi, nó bị ôi giời. Bắt đi bạn, bắt đi. Ôi giời bạn bắt được rồi. Xem nào. Ôi cái vũng nước này lại có một chú cá chim à? Ôi bắt đầu đó. Nó chạy. Đúng này. Ôi bắt được nó đi bạn ơi. Con này khó bắt con, phải nhờ đến bạn Chippy. Bạn đây nào. Ôi cái vũng nước này sao lại có cá này hả? Ôi giời, được rồi. Đúng rồi. Ôi giời, bắt được rồi. Cho nó sao to nào. Đúng rồi, cá gì đây? Cá gì đây con ơi? Chú cá sộp. Cá sộp. Bắt đầu rồi. Xin chào các em nha, hôm nay chúng ta cùng đi bắt cá các em ơi. Anh nào ngoài đầm này. Wow, chúng ta đi tìm cá xem nào. Wow, các em ơi. Wow, anh thấy hai chú cá. Wow, số ơi, cá sấu này. Ủa, đây đây. Cá gì đây? Cá này to quá các em ơi. Cá gì ạ? Ôi một chục. Ôi cá này. Ôi cá dây, ôi dây. Đây là cá gì đây? Đây là một chú cá rô. Rô lai các bạn ạ. Rô phi này. Ôi con này chạy nhanh quá. Đứng lại. Con chạy nhanh quá. Con chú nó chạy nhanh quá. Wow, đây là nước nước này kia chú, nước nước này, một chén nước ở đây anh ơi. Wow, có gì đây? Wow, một chú cá này. Wow, cá gì đây? Wow. Cá gì đây? Wow, một chú cá chép con các bạn ơi. Wow, đây này. Sổ anh em ơi. Lại một chú cá chép vàng này. Đây. Con này dễ nhận. Lấy ra các bạn. Ôi sổ. Bắt ơi. Wow, con ơi. Đây có gì đây các bạn ơi? Đây một cái dép.
có cái gì ạ? Ôi ôi sổ, con này dễ khỏe quá các bạn ơi. Ôi sổ, đúng rồi. Wow, bắt được gì quá đây. Wow, đây là một chú cá chép vàng đấy các ạ, à, chép đỏ các bạn ơi. Ôi, chú cá chép này á, khỏe.